ngày 28 tháng 4, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 68 người. Hầu hết xảy ra trên đường bộ, đường sắt, đường thủy không có tai nạn. Chiều 28 tháng 4, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong ngày hôm nay, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 68 người. Các vụ tai nạn giao thông xảy ra hầu hết trên đường bộ, đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn. Cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp vi phạm giao thông, ra quyết định xử phạt 31 tỷ 830 triệu đồng, tước 2.933 giấy phép lái xe các loại, tạm giữ 158 ô tô, 5.407 mô tô và 125 phương tiện khác. Trong đó, xử lý vi phạm nồng độ cồn 3.916 trường hợp, ma túy 15 trường hợp, vi phạm tốc độ 3.736 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 165 trường hợp, quá khổ giới hạn 38 trường hợp, tự ý cải tạo phương tiện 6 trường hợp. Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy nội địa xử lý 146 trường hợp, ra quyết định xử phạt số tiền 124 triệu đồng. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, trong ngày 28 tháng 4, có 5 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Các cuộc gọi đã được chuyển tới cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời.